cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với Hiếu Thành Phát xe máy nhập khẩu. Thì hôm nay á, Hà muốn giới thiệu tới cho cả nhà hai mẫu xe, và đặc biệt là có một mẫu vừa mới về cách đây khoảng 3 ngày thôi ha. Là một phiên bản đặc biệt mà chưa có nơi nào có hết. Thì mọi người mình xem xong, mình có ý định mua, mình nhanh tay nhanh chân lên để mình sở hữu em nó ha. Đó là mẫu Yamaha Exciter phiên bản đặc biệt màu xám vàng. Cái màu xám vàng này á, vàng của nó không phải là vàng quá chói đâu ha. Vàng của nó nhìn cũng tương đối là dịu mắt, và phối hợp với tem xám cực kỳ đẹp luôn nè. Phối hợp chữ cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào mà tới nhìn trực tiếp em này mà không mê á, là Hà không lấy tiền luôn, cực kỳ đẹp luôn. Và bên hông á sẽ là màu chủ đạo, sẽ là màu xám cho dàn áo, nhìn sẽ mạnh mẽ hơn ha. Và nói chung là do cái dòng xe này là phiên bản, các bạn có thể mình gọi vui là dòng limited á, phiên bản đặc biệt, thì thiết kế tem nó cũng sẽ khác hoàn toàn so với những cái phiên bản mà ra hồi đầu Tết tới giờ. Đương nhiên á là phiên bản mới, màu tem mới thì mọi người hay nghĩ là giá của nó cũng sẽ mới và nó cũng sẽ cao, đúng không? Nhưng mà hiện tại giá xe của em này lại cực kỳ tốt. Hà công bố cho mọi người, chắc là mọi người sẽ rất là giật mình luôn. Bởi vì em nói hiện tại chỉ có giá là 46 triệu thôi. Thậm chí còn rẻ hơn cả phiên bản xanh GB hồi trước nữa cơ, đúng không? Mà phiên bản đặc biệt này ha, 46 triệu và mình trả trước tầm khoảng 8 triệu trở lên là có xe rồi ha. Ngoài ra thì bây giờ Hà muốn cho mọi người xem thêm một mẫu nữa, cũng của dòng Exciter 155 ha, nhưng mà là màu sơn 3D, đó là màu vàng đen. Cái màu vàng này sẽ tương đối là nổi. Phần đầu xe sẽ có số 79. Các bạn Hà thấy gọi cái số này là thần tài gì đó. Thì nói tới thần tài chắc chắn là sẽ hướng tới sự may mắn. Và cái màu vàng này nhìn nó cũng rất là nổi bật. Và tem xe bên Hà chủ yếu là sử dụng phần chữ như bên hông sẽ có chữ Racing nè ha, rất là đẹp. Rồi đây là Yamaha, tên của hãng nè. Phía trước lại có thêm một số họa tiết và chữ nữa. Mà phần bên hông cũng đẹp. Phần bên hông là đương nhiên là màu chủ đạo vẫn là màu vàng, màu đen với màu trắng. Đó, mọi người có thể thấy bên Hà thì Hà thấy độ khá là nhiều mẫu. Ngoài mẫu này ra cũng còn rất là nhiều màu khác nữa ha. Thì cái dòng mà này á, khi mà ra mắt á, đã được sự chào đón của tất cả mọi người, tất cả những thanh niên mê xe ở Việt Nam. Và thể hiện đó là cái doanh số bán ra rất là cao. Đồng thời á, khi mà cái dòng xe này ra mắt á, nó cũng sẽ mang tới cho người tiêu dùng rất là nhiều trải nghiệm. Chẳng hạn như cái phân khối 155cc là một cái mức phân khối mà rất là nhiều người mong đợi rồi. Điển hình từ trước khi cái mẫu xe này ra mắt là một năm đã có người đã hỏi rồi, hỏi trong suốt một năm đó luôn rất là nhiều. Và đương nhiên khi ra mắt thì nó tạo nên một cơn sốt bùng nổ luôn, và người ta mua xe này rất là nhiều. Ngoài cái phần động cơ là 155cc gây ấn tượng ra, thì mẫu xe này còn được trang bị thêm cái hệ thống van biến thiên rất là tốt. Van biến thiên để làm cái gì và nó tốt là tốt như thế nào thì mọi người có thể nhắn tin riêng để Hà tư vấn cụ thể hơn. Và về phần cái giá thì hiện tại trên thị trường á, ở một số nơi giá đang vẫn rất là cao, nhưng bên Hà thì hiện tại giá của em này chỉ dao động từ 42 triệu rưỡi cho tới là 46 triệu rưỡi tùy theo màu ha. Và như cái màu sơn 3D mà bản khóa thông minh này á, là bên Hà đang có giá là 46 triệu rưỡi. Còn nếu mà bạn nào mà không thích cái bản khóa thông minh này mà thích cái màu này nhưng mà phiên bản chìa khóa thì chỉ có 44 triệu rưỡi thôi. Và bản khóa chìa phiên bản màu zin á thì chỉ có 42 triệu rưỡi. Về phần trả góp thì tính ra xe này trả trước từ 5 triệu trở lên là được, kiểu như là tùy theo màu á ha. Nếu màu này thì mình trả trước tầm khoảng 8 triệu rưỡi tới 9 triệu là có xe rồi. Cái phần thủ tục trả góp bên Hà cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần cầm theo chứng minh với bằng lái hoặc là chứng minh với hộ khẩu là được. Và đặc biệt bên Hà có hỗ trợ cho khách hàng 18 tuổi nữa nha. Và bạn nào mà tài chính kinh tế tốt hơn, mình có thể trả trước được khoảng 50% giá trị của xe, thì mình lại còn được làm gói nhận cả về gốc với cái lãi suất cực kỳ ưu đãi và tốt nhất luôn. Ngoài ra khi mà mọi người tới cửa hàng mua xe và gọi điện trước cho Hà qua cái số điện thoại là 0937 438 101 thì Hà sẽ có hỗ trợ tiền xăng cho mọi người từ 500 tới 1 triệu. Ngoài ra nếu như mà mình coi video mà mình chưa có ý định mình mua nhưng mà mình thấy xe đẹp và giá hợp lý, mình có thể giới thiệu cho người quen, và chi phí hoa hồng cho mỗi một khách hàng các bạn giới thiệu được sẽ là 500.000. Và nếu như các bạn giới thiệu được 3 khách hàng trong một ngày thì các bạn sẽ được 2 triệu đó. Một con số không hề nhỏ đúng không? Nên mọi người đừng quên lưu số của Hà lại ha. Nếu mà Hà nói nhanh quá thì ở trên màn hình và phía dưới phần mô tả cũng có số của Hà. Mọi người có thể kết bạn Zalo hoặc là inbox gọi điện trực tiếp cũng được ha.
Bạn nào mà muốn xem thêm màu thì cứ inbox cho Hà, Hà gửi thêm mẫu nữa. Video ngày hôm nay Hà sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Mong mọi người nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ cho Hà ha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.